chào quý khán giả của Auto Việt Nam. Ngày nay để lựa chọn mua một chiếc xe phục vụ đi lại hàng ngày trong gia đình, chúng ta không chỉ cần những cái yếu tố cơ bản cần đến một chiếc xe. Đó chính là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái bền bỉ, không gian nội thất thiết kế rộng rãi, thiết kế nội bộ ngoại thất cũng phải tương đối đẹp mắt. Trang thiết bị tính năng công nghệ an toàn cũng phải đầy đủ. Ngoài ra, trên hết nó còn phải đáp ứng được một cái giá bán của bộ phận đa phần người dân Việt Nam nói chung. Bởi lẽ vậy nên ngày hôm nay thì Auto Việt Nam xin phép được giới thiệu tới quý khán giả chiếc xe Suzuki XL7, một trong những mẫu xe 7 chỗ có doanh số bán hàng tốt nhất của Suzuki hiện tại ở thị trường Đông Nam Á. Xin chào anh. Đây. Anh tới đây, anh có thể là giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là chào quý khán giả của Auto Việt Nam được không ạ? Chào quý vị khán giả của Auto Việt Nam. Tôi là Ngô Thanh Tuấn, phụ trách bán hàng tại đại lý Suzuki Cầu Giấy. Rất vui mừng hôm nay được các bạn ở bên Auto Việt Nam mời tham dự chương trình này. Và để đến với video thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video clip mới nhất trong series Xe và Người Đẹp của Auto Việt Nam nhá. Xin cảm ơn. Và câu hỏi đầu tiên em muốn dành riêng cho anh Tuấn đó là hiện tại thì Suzuki đang phân phối bao nhiêu phiên bản XL7 ở tại thị trường Việt Nam, và mỗi phiên bản thì tương ứng với mức giá niêm yết là bao nhiêu ạ? Tại thời điểm hiện tại thì Suzuki Việt Nam đang phân phối duy nhất một bản xe Suzuki XL7 tại Việt Nam, được trang bị động cơ là 1.5 số tự động với mức giá là 589 triệu đồng. 589 triệu đồng cho phiên bản số tự động, phiên bản cao nhất đang phân phối ở tại thị trường Việt Nam đúng không ạ? Okay. Vậy là nếu như đăng ký ra biển trắng Hà Nội, đâu đó sẽ rơi vào khoảng tầm 680 đến 690 triệu. Còn nếu như ở tỉnh thì khoảng tầm 650 đến 660 triệu đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là chưa đến 700 triệu để chúng ta có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Và nếu như trước đây, cách đây vài năm, để sở hữu một chiếc xe 7 chỗ thì chúng ta phải có ít nhất trong tay khoảng 900 triệu đổ lên. Thì nay để sở hữu một chiếc xe 7 chỗ nó không còn gì là khó khăn với chúng ta nữa rồi. Vậy một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ có gì? Anh Tuấn này, về cái thiết kế của chiếc xe Suzuki XL7, khi mà em bắt gặp nó đầu tiên khi mà lăn bánh trên đường ấy, thì thực sự là em thấy rằng là cái mẫu xe 7 chỗ của Suzuki đem lại cho khách hàng một cái không gian, một cái không khí gì đó nó rất là hiện đại. Và cá nhân em thì em ấn tượng đầu tiên đó là cái phần đầu xe với rất nhiều những cái đường gân nếp gấp, rồi những cái thiết kế nó rất là khỏe. Chúng ta có một cái phần mặt ca lăng xe này được thiết kế nó rất là rộng, nó rất là to. Và bên trên thì chúng ta sẽ có những cái thanh nan mạ chrome rất là lịch sự. Cá nhân em về góc độ thẩm mỹ thì với cái mặt ca lăng lớn như thế này thì nó giúp cho cái phần đầu xe của mẫu xe Suzuki XL7 này trông nó rất là to và nó bề thế đúng không ạ? Còn về góc độ kỹ thuật thì với một cái phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt lớn thì nó sẽ giúp cho những cái lưu lượng gió vào bên trong làm mát, két nước cũng như là chi tiết bên khoang máy nó được tối ưu nhất đúng không anh? Ngoài ra thì em có thể thấy cái phần góc khoát của cái xe rất là lớn. Góc khoát con này lớn thật. Giúp cho cái việc mà xe đi trên đường địa hình hoặc là leo vỉa hè ở đường nội thành rất là tốt. Đúng rồi. Ngoài ra thì đúng là phần đầu góc khoát rất là lớn này. Rồi ốp cản trước cũng là sơn nhũ đúng không anh? Đúng rồi. Cản ba lần sốc trước này theo kiểu dạng nhựa sần và được sơn đen. Cá nhân em cũng đã có làm một cái video về chiếc xe Toyota Corolla Cross vừa rồi, thì cái kiểu thiết kế cái phần đầu xe, phần cản ba đợt sốc này cũng được sử dụng bằng nhựa sần và nó cũng được sơn đen, và trông từ đằng xa ấy thì cái phần đầu nó có hai tông màu, trông nó rất là khỏe và thực sự là nhìn vào đây thì chúng ta sẽ có những cái sự ấn tượng với một chiếc xe đúng không ạ? Bên cạnh đó em còn thấy là cái cụm đèn sương mù này của nó là dạng thiết kế hình tròn này, dạng halogen đúng không anh? Đúng rồi, đây là bóng sử dụng bóng halogen. Ô, nhưng sao em thấy lại có cả cam 360 độ ở đây? Chắc là cái này độ thêm đúng không anh? Cái này là bên anh đã độ thêm để giúp cho cái việc quan sát khi mà khách hàng lái xe ở bên trong ấy. Có cam 360 độ thì quan sát sẽ tốt hơn. Đúng rồi, chúng ta đã có thêm cái phần chi tiết camera 360 độ. Tuy nhiên thì chi tiết này là đại lý đã độ thêm rồi. Cụm đèn thì là có phải là đèn đèn led đúng không anh? Đèn led em ạ. Đèn led, có cả đèn daylight chạy vào ban ngày này. Đúng rồi. Một mẫu xe mà có mức giá dưới 700 triệu đồng mà lại được trang bị gần như là đầy đủ hết thì có lẽ rằng là với Suzuki XL7 thì em cho rằng là phần đầu nó cũng trang bị gần như là đầy đủ những tính năng công nghệ hiện nay rồi. Còn phần thân xe thì chị thấy sao em? Cá nhân em thì thực sự nói chia sẻ với anh Tuấn, cái phần thân của chiếc xe Suzuki XL7 này, lần đầu tiên mà em thấy nó lăn bánh ở trên đường ấy thì em rất thích những cái đường gân ở phần phía bên trên cái phần thân. Thực sự nó mang tới cái không khí nó rất là hiện đại. Và để mà nói thêm cái những cái không gian thiết kế phía bên trong của những mẫu xe đến từ Nhật, thực sự em phải khẳng định rằng là những mẫu xe đến từ Nhật họ luôn luôn đem lại cái không gian phía bên trong nội thất xe rất là rộng rãi. Minh chứng là cái mẫu xe Suzuki XL7 này thì em thấy rằng là những cái ô cửa kính này thiết kế rất là lớn để đảm bảo những cái luồng ánh sáng vào bên trong nội thất xe, giúp cho người ngồi bên trong cảm giác thông thoáng nhất và cảm giác thoải mái nhất đúng không ạ? Rồi cái điểm tiếp theo chắc chắn là cái phần khoảng sáng gầm rồi.
thì cái khoảng sáng gầm nó cũng là cái lợi thế của mẫu xe XL7 này. Bên cạnh đó thì như anh nói, cái góc thoát trước và góc thoát sau rất là lớn, thì giúp cho XL7 có thể dễ dàng đi lại trong phố xá, leo lề rồi leo vỉa hè, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì em thấy rằng là cái lợi thế của những cái mẫu xe gầm cao ấy, thì nó giúp cho cái việc là chúng ta có thể đi qua những cung đường ngập nước ở những cái thành phố lớn hiện nay thì nó rất là dễ. Điểm tiếp theo thì em rất là thích những cái phần chi tiết ốp vòm cua lốp sơn đen đây nhá. Rất thích luôn. Em cũng đã làm mẫu xe Xpander Cross này, rồi Toyota Corolla Cross mới ra mắt vừa rồi cũng có những phần chi tiết ốp vòm cua lốp đây sơn đen. Và nói thật là về góc độ thẩm mỹ, khi mà nhìn vào cái phần chi tiết này, cảm giác nó rất là khỏe và nó nam tính. Về góc độ kỹ thuật thì với cái phần chi tiết này thì nó sẽ tránh cho những cái pha va chạm ở phần tay xe này, nó ăn vào sơn, đúng không anh? Đó, đây là những cái chi tiết em rất là thích. Ok, bên cạnh đó thì bộ la răng xe cũng là thứ mà em rất là ấn tượng. La răng này thì cái cách tạo hình bên trong nó thực sự nó rất là cầu kỳ, nhưng mà nó cầu kỳ không phải là cái việc là nhìn vào nó rối mắt, mà nó thiết kế nó rất là mạch lạc. Và với cái phần la răng này thì cũng được sơn ở phần phía bên trong này, sơn đen phía bên trong này, ở bên ngoài kim loại phay sáng, đúng không ạ? Với cái kiểu thiết kế la răng này thì em đã thấy rất nhiều trên những mẫu xe hiện đại ngày nay, như là vừa rồi em đã làm Xpander Cross, rồi Toyota Corolla Cross, rồi hôm nay là Suzuki XL7 cũng có cái kiểu thiết kế này, trông nó rất là hiện đại, nó hợp với cái xu thế chung. Đó, la răng này thì la răng 16 inch anh nhỉ? Xe thì được trang bị la răng 16 inch. 16 inch. Đúng rồi. Lốp thì là trang bị lốp 195/60R16 em ạ. R16. Đúng rồi. Lốp này là lốp của ấy ạ. Của Dunlop. Dunlop, Dunlop cũng là một trong những hãng sản xuất lốp rất là nổi tiếng trên thế giới. Và với cái phần lốp này thì có lẽ rằng là chúng ta cũng nên thử ở ngoài đường trường xem là cái khả năng nó vận hành ra sao, xem nó có khả năng cách âm chống ồn tốt hay không, đúng không? Đúng rồi. Phanh thì là sao anh? Phanh thì là xe thì được trang bị hệ thống phanh đĩa đằng trước, đằng sau là phanh tăng chống. À, phanh đằng sau là tăng chống, đúng không ạ? Thì xe Suzuki XL7 thì đã được trang bị hệ thống phanh ABS. ABS. Có EBD. EBD. Ngoài ra thì xe đã được trang bị thêm hệ thống cân bằng điện tử. Cân và bằng. Hỗ trợ cửa hàng ngang dốc. Ừ, đó. Gần như là đầy đủ hết những cái công năng, tính năng công nghệ hiện đại ngày nay, đúng không anh? Đúng rồi. Phần gương này sao? Em thấy là cái phần chi tiết camera 360 độ nhưng mà nó là độ rồi đúng không? Đúng rồi, cái gương này đang được độ cái cam 360 bên này. Thì cái hệ thống cam 360 bên anh ấy thì trang bị là khi mà em đánh xi nhan về bên nào thì sẽ hiển thị góc lái của bên đó. Cái này là cái chi tiết là khá là hay. À, độ sẵn rồi chứ không phải nó có sẵn đúng không anh? Đúng rồi, cái này là độ thêm em ạ. Ok, phần gương này sao anh? Cái gương này thì xe thì được trang bị gương điện, chỉnh điện và gặp điện. À, có chỉnh điện gặp điện. Có tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương. À, vậy là đầy đủ hết. Đúng rồi. Em còn thấy là mạ chrome này. Đúng rồi. Tay nắm cửa mạ chrome này. Mạ chrome có nút cảm biến, khi mà em nếu như em đút chìa khóa ở trong túi mà em không muốn lấy ra thì em có thể bấm mở rồi cái nút cảm biến. Cái này là cái mở cửa nhanh. Đúng rồi, mở cửa nhanh rất là tiện. Đó, đúng ạ. Đó. Đấy. Ngoài ra thì thực sự em rất là thích những cái phần chi tiết giá nóc nhá. Giá nóc ở trên thì một cái mẫu xe mà nó được coi là xe gia đình ấy. Những cái phần chi tiết giá nóc này thì chúng ta có thể là chẳng những cái vật dụng rất là to trên này, như là xe đạp này, lều trại này. Thậm chí ví dụ là Tết đến, mình đi lên khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, mình làm cành đào mình chẳng lên trên này thì cũng rất là dễ, đúng không? Chính xác rồi. Đấy. Ok, phía đằng sau chúng ta có gì anh nhỉ? Các em và các bạn quý vị khán giả có thể thấy xe thì được trang bị cụm đèn sử dụng công nghệ LED. Công nghệ LED đúng không anh? Đúng rồi. Ok, em thấy cái cụm đèn này giống Honda CR-V. Hơi giống Honda CR-V, thiết kế theo kiểu dạng L. Rồi mạ chrome đằng sau cũng có đầy đủ hết. Cam lùi có đúng không anh? Đúng. Cảm biến sau này có hết này. Cảm biến lùi có hết. Phải nói chung là một cái mẫu xe mà dưới 600 triệu mà gần như là đầy đủ hết như này. Phía đằng trước cụm đèn là full LED, đằng sau cũng dạng LED, thực sự là cũng chẳng có gì để mà nói nữa đúng không? Phía bên trên này cũng là đèn trên cao cũng là dạng LED luôn đúng không đúng anh? Rồi, đèn trên cao đấy. Đó. Rửa kính, phun nước rửa kính sau. À, phun nước rửa kính sau. Đúng rồi. Em đi mà nước hoặc bắn lên đây em có thể phun nước rửa kính để làm sạch kính đằng sau. Ok. Cốp thì sao anh? Cốp này cốp điện hay cốp cơ? Cốp nguyên bản của xe là cốp cơ nhưng bên anh đã chế thêm cốp điện. Để giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc mở cửa xe. Tức là nguyên bản của nó là cốp cơ. Đúng rồi. Nhưng mà đại lý đa độ lên thành cốp điện, đúng không ạ? Đó. Cái chi phí mà độ như này thì chắc là nó cũng không tốn kém đâu anh nhỉ? Nói chung là bộ bên anh làm thì là trang thiết bị là rất là tốt, thành ra là cái chi phí bộ của bộ cốp điện này thì là 1 triệu. Nó cũng rẻ, cũng không cốp sau thì cũng tương đối là rộng anh nhỉ? Cốp sau rất là rộng. Đó, gập được cả hàng ghế thứ ba này, cốp sau rất là rộng.
Em cũng rất là ấn tượng với những cái mẫu xe đến từ Nhật đấy. Thì cái không gian họ đem lại cho chúng ta là cái không gian thực sự nó rất là rộng và cảm giác nó rất là thanh thang. Cái cốp này thì em có thể bỏ ra để em chở, nếu em cần chứa đồ em có thể bỏ hẳn cái cốp ra. Cốp này thực sự rất là rộng anh ạ, và hàng ghế thứ ba thì mình có thể gập được luôn đúng không? Đúng rồi, mình hàng có ghế... thể gập được toàn bộ cả hai hàng ghế sau. Nếu như em cần chở đồ thì nó sẽ đưa ra một cái dung tích chứa đồ rất là lớn. Hàng ghế thứ ba này, hàng ghế thứ hai này thì cực kỳ rộng anh nhỉ. Đúng rồi. Cái không gian dung tích này nói thật là nếu như mà có một cái tấm nệm mỏng ở đây, mình trải lên đây, mình có thể là ngủ trong xe luôn. Chứ không cần phải đi đâu thuê nhà nghỉ làm gì cả, nhà đúng không? Rộng thật đấy. Ok, em muốn khám phá một chút bên trong nội thất xe đi anh. Được, ok, mời em. Ui. Phải nói là anh Tuấn ạ. Điều tiên em rất ấn tượng với Suzuki L7. Và nói thật, nói chung về không gian của những mẫu xe Nhật, cái cánh cửa này nó mở rất là rộng. Đúng rồi. Bước ra bước vào phải nói là dễ nhỉ. Hôm trước em cũng đã làm con Toyota Corolla Cross rồi. Cái không gian bước ra bước vào rất là rộng. Suzuki L7 hôm nay cũng vậy. Ok, xem nào. Chị cảm thấy ấn tượng với chi tiết nào trong phần nội thất xe? Thực sự nói với cả anh Tuấn này, điều đầu tiên em đã nói rồi, bước ra bước vào phải nói rất là rộng. Đầu tiên là ấn tượng nhất cái không gian của chiếc xe Suzuki L7 đem lại cho khách hàng hay là những người sở hữu xe một cái không gian thực sự rất là rộng. Bước vào bên trong xe cảm giác cái tầm nhìn này, khi mà nhìn ở phía bên trước này, cảm giác rất là bao quát, rất là thanh thang. Bên cạnh đó thì với cái vị trí ghế lái này, cái cột chữ A nó nhỏ này, nó vừa phải. Đấy, quan sát hai bên tay xe rất là dễ. Đó, và cái điểm tiếp theo và đó là những cái phần chi tiết ở phần phía bên trước này, thì nó phải nói rằng là thiết kế nó rất là bằng phẳng. Một số các mẫu xe ngày nay thì cái phần mặt táp lô này thì thông thường nó thiết kế nhô lên một chút. Điều này thì nó khiến cho em ngồi nó cảm giác nhưng mà nhìn ở phía trước nó hơi vương víu, nó hơi khó chịu. Tuy nhiên thì với XL7 điểm này em cho rằng là điểm cộng. Đấy, cái phần táp lô này thiết kế rất là bằng phẳng. Và với cái tầm nhìn quan sát rất rộng này thì đây là một trong những cái ưu điểm của những mẫu xe gầm cao như XL7. Tiếp đến thì này, phần ốp phân giải carbon. Phải nói rằng là với những phần chi tiết ốp vân giả carbon ở phần phía bên trên táp lô rồi táp ly xe, em cho rằng là Suzuki đem tới đây là cái gì đó nó rất là hào phóng với khách hàng. Đó, những cái phần chi tiết ốp vân này rất là đẹp. Tiếp đến thì với cái màn hình 10 inch của chiếc xe Suzuki L7 thì thực sự phải nói rằng là cái độ phân giải, cái độ nhanh nhạy của nó thì rất là cao. Đấy, tương tác nó rất là dễ. Đấy, nó giống như cái việc là mình tương tác với điện thoại của mình. Đúng thôi nhờ. Rất là dễ. Và phải nói rằng cái độ phân giải thực sự là rất là sắc nét. Với cái màn hình 10 inch như này thì chúng ta có thể kết nối với cả Apple CarPlay này. Đúng rồi. Android Auto này. Đúng rồi. Rồi kết nối với FM radio này. Đúng rồi. MP3, AUX, Bluetooth vân vân đúng không anh? Đúng rồi. Đầy đủ hết. Đầy đủ hết mà. Mà mình có thể xem cả Google Maps ở trên cái màn hình 10 inch này luôn. Đúng rồi. Phải nói rằng là với một cái mẫu xe mà dưới 600 triệu mà lại được trang bị gần như là những cái gần đấy, những cái tiện ích và những cái chi tiết phía bên ngoài, thì em cho rằng là thực sự Suzuki đem tới cho khách hàng cái gì đó rất là phong phú. Ở phía bên dưới thì chúng ta lại còn có một cái phần hệ thống điều hòa với hai vùng độc lập. Phải nói rằng là cái những cái nút bấm ở trên này nó rất là cảm giác rất là nhanh nhạy và nó tương tác rất là dễ. Đúng rồi. Đấy, và em phải khẳng định nhá, những cái mẫu xe của Nhật nhá, cái hệ thống điều hòa rất là mát. Đúng rồi. Mát rất là sâu nhá. Đấy, điều hòa đều sử dụng theo kiểu của dạng của Denso mà. Của Toyota mát, của Suzuki cũng rất là mát. Điều hòa xe Suzuki thì XL7, đặc biệt là xe Suzuki. Nói chung thì anh đánh giá là xe Suzuki điều hòa rất là mát, lạnh rất là sâu. Mát sâu thật đấy. Đúng rồi. Ngoài ra thì xe này thì được trang bị cái điều hòa tự động em ạ. Mình chỉ việc đặt nhiệt độ em mong muốn. Ngoài ra thì hệ thống điều hòa sẽ tự động điều chỉnh gió. Điều tự động hết đúng không? Đúng rồi. Ok, bên cạnh nó lại có cả nút khởi động bằng start stop này. Đây là một trong những cái điểm mà em cho rằng là tại sao em lại kết luận là Suzuki đem tới cho khách hàng cái gì rất là phóng khoáng. Bởi vì những cái chi tiết nhỏ như này thông thường ấy, những mẫu xe họ sẽ cắt bớt đi khi về Việt Nam. Ok, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái phần vô lăng này. Vô lăng được sử dụng bằng da, cũng cầm thì cũng rất là chắc tay. Vô lăng thì được thiết kế theo kiểu dạng được cắt. Phải nói rằng là một cái mẫu xe mà 7 chỗ dành cho gia đình ấy, với cái phần vô lăng theo kiểu dạng thể thao này thì em thực sự em rất là ấn tượng. Em cũng đã làm những cái video về CR-V là Xpander Cross hay là những mẫu xe khác thì cái phần vô lăng này nó không được thiết kế đẹp như là Suzuki L7 đâu. Cái phần để cắt này rất là đẹp, vô lăng kiểu được cắt này rất là đẹp. Trên này thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm như là tăng giảm âm lượng này, đạp phải rảnh tay này, rồi kết nối với Bluetooth,
Đúng rồi. Đúng không ạ? Và phải nói là những cái nút bấm trên này thì nó rất là nhanh nhạy, rất là mềm. Tuy nhiên thì chưa thấy tính năng cruise control đâu. Đúng rồi, cái xe này thì chưa được trang bị tính năng cruise control. Chưa được. Ok. Phần màn hình đồng hồ táp lô thì được sử dụng theo kiểu dạng bán điện tử, đúng không ạ? Đúng analog, đúng không ạ? Và hiển thị những cái thông tin cũng rất là rõ ràng và sắc nét. Còn ngoài ra thì những cái nhược điểm trên mẫu xe Suzuki L7 thì em thấy rằng là nó cũng chưa được trang bị cái cruise control, tức là cái ga tự động. Đúng rồi. Đồng thời là cái phần ghế này. Ghế này thì là ghế là nó là ghế nỉ chứ không phải ghế da. Nếu nó như là mà ghế là da kết hợp nỉ biến thành và má thì là da, còn phần ghế ngồi thì là nỉ. Ok, nhưng mà gần đấy những cái công nghệ tính năng rồi tiện ích ở trên Suzuki XL7 và với một cái mức giá bán khoảng tầm 589 triệu, chưa đến 600 triệu, thì em nghĩ rằng là nó quá là phù hợp. Bên cạnh đó thì em phải công nhận rằng là những mẫu xe Nhật thì cái tinh thần mà họ đem tới cho khách hàng là cái tinh thần đặt khách hàng làm trung tâm. Cái tinh thần Otemonashi thì em cảm thấy là nó có rất nhiều những cái hốc để đồ ở đây. Mình có thể để rất nhiều đồ ở đây, đúng không ạ? Có cả bị đỡ tay luôn. Tí tay rồi. Bị đỡ tay tí tay luôn. Phải nói là bước vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe Suzuki XL7 hay những mẫu xe đến từ Nhật thì thực sự rất là rộng các bạn ạ. Các bạn có thể thấy thôi, quá rộng luôn. Cái không gian giữa đầu và trần này nó phải được nửa cánh tay. Rồi cái không gian khi mà ngồi vào bên trong này, chúng ta sẽ có cái hàng ghế phía đằng trước so với phần phía đằng chân, thực sự rất là rộng. Tôi không muốn miêu tả nó rộng như nào nhưng các bạn có thể thấy qua hình ảnh thôi. Và với Suzuki XL7 thì hàng ghế ở phần phía sau, hàng ghế thứ hai còn có thể là điều chỉnh cái độ ngả lưng ghế như này. Đấy, độ ngả lưng ghế như này. Đấy, đi những cái chuyến đi mà khoảng tầm vài trăm cây số thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là đơn giản, thoải mái. Rất là rộng. Đấy, điều chỉnh ghế. Rồi phía đằng sau thì chúng ta có hai cái bệ đỡ đầu ở đây. Bệ đỡ tay nữa. Đấy, những chuyến đi xa đi dài như này, để tay như này rất là thoải mái các bạn ạ. Phải nói là một mẫu xe thiết kế thiên về những góc độ nó là thực dụng, đem tới cho những người ngồi bên trong một cái không gian rộng rãi và nó rất là thoáng. Ngồi với ba vị trí người như này rất là ok. Sàn rất là phẳng các bạn nhé, sàn cực kỳ phẳng luôn, để chân như này cũng được này. Tôi là một người mà có cái chiều cao khoảng tầm 1m75 mà nặng 85 cân, ngồi như này vẫn cảm thấy thoải mái, rất là sướng. Ba người ngồi cũng vẫn vô tư chứ không phải là hai người, ba người ngồi rất là vô tư. Đằng sau thì chắc chắn phải nói đến cái cửa gió điều hòa này. Cửa gió điều hòa đây là một trong những cái gọi là cái cứu thế trong những cái mùa hè nóng nực ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội. Đây là một trong những cứu thế luôn, rất là mát. Điều hòa thì nói là mát rất là sầu. Đấy, có cả những cái điều chỉnh gió ở đây, nút điều chỉnh gió ở đây, quá mát luôn, sướng. Với cái cửa gió điều hòa này thì nó còn có thể là điều chỉnh những luồng gió về phía đằng sau hàng ghế thứ ba nữa. Đó, rất nhiều những cái vị trí để nước, để cốc nước. Đấy, để nước ở đây. Đó, hàng ghế này thì chúng ta còn có thể là kéo ra, kéo lên, kéo xuống. Đấy, rộng, quá rộng luôn. Đấy, hàng ghế thứ hai còn có thể ngả thêm rất nhiều. Như này mà đi những chuyến đi xa cực kỳ sướng luôn, rộng rãi, thoải mái. Ok, chúng ta hãy khám phá một chút hàng ghế thứ ba đi, xem nó rộng như thế nào. Ôi, kính thưa các bạn, là ngồi hàng ghế thứ ba của chiếc xe Suzuki XL7, tôi chợt nhớ tới rất nhiều những kỷ niệm ở hàng ghế thứ ba với bạn gái của mình. Phải nói là không gian rất là rộng các bạn ạ. Thực sự ngồi như thế này thì đúng là với một người mà có cái chiều cao cân nặng như tôi thì cũng vẫn cảm thấy rất là thoải mái, sung sướng. Mà cái những cái luồng gió ở hàng ghế thứ hai nó phả xuống hàng ghế thứ ba, thực sự là nó cũng rất là mát. Phải nói rằng là điều hòa của những hãng xe đến từ Nhật thì thực sự rất là mát, mát rất là sâu. Hàng ghế thứ ba thì chúng ta có một cái không gian thực sự là để mà nói so sánh với những mẫu xe tiền tỷ ngày nay như là CRV, như là Santa Fe thì tôi cho rằng Suzuki XL7 ăn đứt luôn.
Đấy, hàng ghế thứ ba chúng ta có thể là điều chỉnh cả cả độ ngả lưng ghế nữa. Đó. Rồi phía đằng sau thì có thêm cả những cái bệ đỡ đầu này nữa. Mặc dù hàng ghế thứ ba dành riêng cho trẻ con nhưng mà tôi cho rằng là với người lớn, với cái kích với cái trọng lượng cơ thể rồi chiều cao như tôi, ngồi hàng ghế thứ ba cũng cảm thấy rất là ok. Tháng ngày tháng em kéo cho anh hàng ghế số 1 tí cho nó chuẩn các bạn nhá. Đấy. Với hàng ghế thứ ba các bạn thấy nhá, ghế phía đằng trước để ở mức cơ bản, mức tiêu chuẩn luôn, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ngồi rất là thoải mái, rất là thoải mái bởi vì rất là rộng. Và ngoài ra thì phía đằng sau thì chúng ta có thêm dây đai an toàn ở các vị trí nữa, và không thể thiếu những cái phần chi tiết để cốc ở đây, để chai nước ở đây, thể hiện cái tinh thần đặt khách hàng làm trung tâm của những mẫu xe đến từ Nhật, tinh thần Otemonashi. Ok, chúng ta bây giờ hãy khám phá một chút về cái trải nghiệm của chiếc xe Suzuki XL7 nhé. Phải nói là anh Tuấn ạ, khi mà cầm lái cái mẫu xe Suzuki XL7 này, em phải khẳng định rằng là cái khối động cơ 1.5 lít của chiếc xe Suzuki XL7 này nó vận hành phải nói rất là êm nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi em. Êm. Động cơ vận hành êm đấy. Mà cảm giác nó tròn máy nhỉ? Nghe tiếng máy nó rất là êm. Tròn. Với một cái khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra khoảng tầm 105 mã lực và moment xoắn đạt là khoảng tầm 138 Nm. Với khối động cơ này thì sử dụng chung với mẫu xe Suzuki Ertiga đúng không anh? Đúng rồi. Sử dụng chung với Ertiga thì em cho rằng là nếu như di chuyển ở trong phố thì là vừa đủ nhỉ. Cũng không cần phải nhất thiết là phải khối động cơ to quá làm gì, bởi vì tốn nhiên liệu. Đúng rồi. Mà đi trong phố với cả xe gia đình thì cũng chỉ cần như vậy thôi đúng không anh? Đúng rồi. Là phù hợp với gia đình chạy trong phố. Đúng rồi. Và cái yếu tố mà Suzuki mang tới cho khách hàng ở đây là cái góc độ về thực dụng, đó là về cái mức tiêu hao nhiên liệu, tức là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đúng không anh? Đúng rồi. Chứ còn không phải là thiên về bảo là vận tốc hay là công suất mã lực chẳng làm gì cả. Đúng rồi. Chạy trong phố chúng ta cũng không thể nào mà chạy nhanh, hoặc là muốn vọt cũng không vọt được. Không vọt được. Đấy. Và với cái mức tiêu hao nhiên liệu thì Suzuki XL7 đang có một cái mức tiêu hao nhiên liệu đo được ở trên mặt đồng hồ Tableau khoảng tầm 6,1 lít cho 100 km. Đây là một trong những con số phải nói rằng là rất là ấn tượng với một chiếc xe 7 chỗ đúng không anh? Đúng rồi. Cái điều này thì em nghĩ rằng là nó cũng không chỉ đến từ khối động cơ nhỏ 1.5 mà nó còn đến từ một cái xác xe nó tương đối là nhẹ. Theo như em được biết ấy, thì cái chiếc xe Suzuki XL7 này nó đang sở hữu một cái trọng lượng khối lượng khô là 1.175 kg. Thì nếu như mà so sánh với cả những mẫu xe hạng B như là Hyundai Accent nhá, thì mẫu xe này nó đúng là chỉ có nặng hơn tầm 25 kg thôi nhỉ. 25 kg thì với một cái trọng lượng như vậy thì đúng là nó sẽ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và yếu tố tiết kiệm nhiên liệu đó là yếu tố chính của chiếc xe Suzuki XL7 này, thực sự rất là thực dụng. Và em phải khẳng định là cái máy của nó rất là tròn và nó êm, cái độ rung lắc thực sự rất là thấp ngay cả khi tăng tốc đột ngột này. Đúng rồi. Đấy. Đó. Với chiếc xe Suzuki XL7 này thì kết hợp với một cái cụm hộp số 4 cấp đúng không anh? Đúng rồi. Thực ra thì với một cái mẫu xe 7 chỗ, lý do tại sao lại phải kết hợp với một cái cụm hộp số 3 cấp là bởi vì nó sẽ tận dụng được những cái moment xoắn tối đa khi mà chúng ta chạy đủ tải. Với cả chúng ta đi ở những cái cung đường đèo dốc thì nó sẽ tận dụng những cái pha leo dốc nó dễ dàng hơn so với cái việc là sử dụng hộp số vô cấp. Thực ra thì em thích cái hộp số vô cấp hơn bởi vì nó đem lại cho chúng ta những cái sự mềm mại, nó êm ái. Tuy nhiên thì cũng chúng ta cũng nên hiểu được rằng là một chiếc xe có cấu hình nhỏ và lại còn là 7 chỗ thì cũng nên là kết hợp với một cái cụm hộp số vô cấp, bởi vì để chúng ta có thể tận dụng moment xoắn tối đa, leo dốc leo giếc nó sẽ dễ dàng hơn anh nhỉ, đúng không? Ngoài ra thì cái cụm số vô cấp thì khi làm chúng ta khi tăng tốc ấy thì cái việc gia tốc nó sẽ tốt hơn. Cái xe vô cấp ấy thì chúng ta tăng tốc thì cảm giác nó sẽ êm ái và mượt mà hơn, nhưng mà nó lì lắm. Lì cực kỳ luôn. Và nó sẽ chậm hơn so với cái xe có sử dụng hộp số vô cấp. Vâng.
Đó, máy rất tròn nhá. Rất tròn luôn nhá. Đấy. Tròn cực kỳ luôn, êm. Và nó đánh giá rất cao những cái khối động cơ của hãng xe đến Nhật, đặc biệt là Suzuki. Suzuki từ trước đến nay thì nổi tiếng là cái độ bền bỉ rồi nhỉ? Đúng rồi. Xe Suzuki thì nổi tiếng về xe nhỏ. Thành ra là xe đô thị ấy, thành ra là cái việc mà thứ nhất là tính tiết kiệm, thứ hai là bền bỉ thì đánh giá rất là cao. Vô lăng nhá, đối với vô lăng của chiếc xe Suzuki XL7 nhá, em cảm nhận là cái phần vô lăng này khi mà di chuyển ở trong nội đô nhá, ở những giải vận tốc thấp nhá, rất là nhẹ. Đấy, nhẹ. Và với phần vô lăng này thì em cho rằng là không chỉ phù hợp với những các bạn lái mới hay là với các chị em phụ nữ đâu, mà với mọi độ tuổi, mọi lứa tuổi nó rất là phù hợp. Bởi vì cái phần vô lăng này thì em cho rằng là nó rất là nhẹ. Nhẹ ở đây thì không phải là nhẹ nó theo kiểu dạng nó vô hồn, nó không có cảm giác gì. Nhẹ ở đây thì em cảm thấy là cái phản hồi mặt đường thì nó cũng là tương đối là rõ ràng, và cái độ nhạy của nó tương đối là nhạy. Nó khiến cho chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được toàn bộ cái phần thân xe khi mà di chuyển ở trong nội đô. Còn với cái phần vô lăng này ở ngoài đường trường thì sẽ có một cái bảng giá rất là sâu với chiếc xe Suzuki XL7 này. Nhưng mà em nghĩ rằng là với một cái mẫu xe giá rẻ thì chúng ta không nên đòi hỏi nó làm được quá nhiều điều, đúng không anh? Đúng rồi. Quan trọng là cái yếu tố là tiết kiệm nhiên liệu này, không gian rộng rãi này, nhiều trang thiết bị tính năng công nghệ hiện đại, an toàn, tiện ích trên xe là đủ rồi. Chứ còn mà bảo là vận hành tốc độ tối đa, vận hành hay, lái hay, treo êm nữa thì nó không đến thì mẫu xe dưới 600 triệu, đúng không anh? Đúng rồi. Không, mình nói thẳng là như thế, đúng không? Lấy đâu ra. Còn nói thật là khi mà cả trải nghiệm cái mẫu xe Suzuki XL7 này, em phải công nhận là cái hệ thống treo này nó thiên về trong đô thị hơn. Bởi vì nó tương đối là mềm. Nó mềm. Nó phù hợp với cái việc là di chuyển ở trong nội đô, ở trong đô thị. Đó, ở những giải vận tốc thấp. Và với cái phần hệ thống treo này thì em cho rằng là với những cái cung đường như chúng ta đi ở ngoài đường trường ấy, ở những giải vận tốc cao thì ở cái trạng thái đủ tải khoảng tầm là 5 đến 6 người trên xe thì em nghĩ rằng là với cái phần hệ thống treo của chiếc xe Suzuki XL7 này nó cũng sẽ đáp ứng một cách rất là tốt. Với một cái nền tảng cung cầm của chiếc xe Suzuki Ertiga, đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà em phải công nhận rằng là Suzuki thì cái thiết kế phải nói là rất là chắc chắn, mà cái khả năng cách âm chống ồn nó rất là tốt. Điều này thì em cũng đã chia sẻ với anh lúc nãy, đúng không? Đúng anh rồi. Em mình cũng đã phân tích ra thì do là cái chiếc xe này nó sở hữu một cái phần là răng nó nhỏ, nó vừa phải, nó không to quá. Nếu mà to quá khoảng tầm 17, 18 inch thì cũng rất là ồn nhỉ. Tuy nhiên thì với 16 inch thì em cho rằng là cái khả năng cách âm chống ồn của mẫu xe này thực sự em rất là ấn tượng luôn đấy. Rất ấn tượng. Đấy. Bình thường đi như này mà những cái tiếng ồn ở phần phía bên ngoài gần như là chúng ta cũng không nghe thấy nhiều. Không nghe thấy nhiều, có nghe thấy nhưng không nghe thấy nhiều, đúng không? Đấy. Khả năng cách âm chống ồn rất là tốt. Khả năng cách âm chống ồn rất là tốt đấy. Này, vô lăng phải nói là phản hồi rất là tốt này, tương đối là tốt này, vô lăng phản hồi tương đối tốt này, nhẹ này, nhẹ nhưng mà kiểm soát cũng rất là tốt. Đấy, máy kêu rất là tròn nhá, êm. Đánh giá rất cao cái chiếc xe Suzuki XL7 này. Đấy, ở những giải vận tốc cao nhá, lên khoảng tầm 80 như này nhá, mà cái khả năng cách âm chống ồn cũng vẫn rất là ấn tượng. Phải nói rằng là em cũng đã chạy những cái dòng xe đối thủ trực tiếp của Suzuki XL7 này như là Mitsubishi Xpander Cross hay là Toyota Rush. Phải nói là về góc độ khả năng cách âm chống ồn thì Suzuki XL7 đang lấn lướt hơn đấy. Cái động cơ của nó rất là êm, rất là tròn. Đấy. Các bạn có thể nghe thấy những cái tiếng động cơ của Suzuki XL7, tuy nhiên thì tôi phải khẳng định rằng là nó rất là êm. Mặc dù chiếc xe Suzuki XL7 này sở hữu một cái hệ thống treo cũng giống như bao chiếc xe khác ở trong phân khúc hạng A, hạng B, đó là hệ thống treo kiểu MacPherson phía trước, dạng thanh dầm xoắn ở phần phía đằng sau. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là với cái kiểu thiết kế hệ thống treo của Suzuki XL7 thì mẫu xe này nó thiên về ở trong đô thị hơn. Và minh chứng là đi qua những cái phần vừa giảm tốc vừa rồi thì tôi cảm thấy rằng là Suzuki XL7 phải nói rằng là nó tương đối là mềm, nó không cứng như một số các dòng xe khác. Và cuối cùng thì Auto Việt Nam xin được cảm ơn anh Tuấn, đại diện kinh doanh của Suzuki Cầu Giấy đã hỗ trợ bọn em rất là nhiệt tình trong video ngày hôm nay. Trong cuối video thì bọn em sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh Tuấn, không biết là anh có sẵn sàng
hợp tác với Auto Việt Nam được không ạ? Ok. Sau đây thì sẽ có một người mẫu rất là sexy và nóng bỏng sẽ cùng với anh, và anh sẽ thực hiện những bộ ảnh đẹp nhất để dành riêng cho quý khán giả của Auto Việt Nam. Vậy anh có sẵn sàng không ạ? Anh sẵn sàng. Ok.